dùng vì kết liễu công tố Yoon. Nếu nắm được những thông tin ấy, cô sẽ dễ dàng khống chế được phía công tố. Việc đầu tiên chủ tịch Yang sau khi hợp tác với cô chính là giải cứu anh trai mình. Hắn phải có sức mạnh của anh trai để lật đổ được Yang Ho. Việc hắn trốn thoát cũng đã nằm trong kế hoạch. Còn bên này, cậu tiếp cận công tố Yoon để tiết lộ cho hắn một sự thật. Thân phận thực sự của Su Jeon chính là con gái của doanh nhân người Mỹ gốc Hàn trong vụ án lừa đảo đa cấp 20 năm trước. Vụ án mà tên Yoon đã nhúng tay của mình vào, đó là cội nguồn của mọi thù hận trong cô. Điều này sẽ khiến hắn động sát tâm muốn trừ khử cô vì đồng mũi. Mặc dù không tin tưởng chủ tịch Jeon nhưng tất cả mọi thứ đều đúng. Anh em nhà Yang lúc này không thể đối đầu trực tiếp với Jo Han, chỉ có thể ẩn trong bóng tối chiến đấu với cậu. Vì thế hắn đã cử chủ tịch Jeon đến gặp cô để đánh giá tình hình. Su Jeon mời họ đến chính là muốn thông báo rằng đã tìm ra vũ khí bí mật của cậu. Jo Han sẽ đưa tên công tố ra tòa vì tội xúi giục gây án. Cậu với các tội ác từ thời chủ tịch Yang và giải oan cho bà mình, bằng chứng cậu nắm trong tay chính là sổ cái mà Sun Oh cất giữ, trong đó có lưu tất cả thông tin giao dịch giữa chủ tịch Jeon và anh em nhà Yang. Sau khi nghe tỉ mỉ kế hoạch của Su Jeon, hắn chắc chắn rằng cô và Jo Han cùng một phe. Lỗ hổng duy nhất của kế hoạch này chính là Jo Han không thể ra tay làm hại người khác. Thông tin này cũng đã được đến tay anh em nhà Yang, cảm thấy kế hoạch mình bị đổ vỡ. Cô rút súng ra uy hiếp hắn nhưng không thể bắn được. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Tên Jo đang vui vẻ trở về nhưng không biết nút bấm thang máy đã có người mua thuốc mê vào đó. Chất độc bắt đầu lan ra khiến hắn gục ngã. Chỉ đợi có thấy Su Jeon tự tay tiễn lão đi một đoạn. Bên tổng bộ Ma Cao cũng đã hành động. Sau khi biết Jo Han phản bội, họ đã cử người đại diện mới thay thế Annie. Cô ta trao đổi cho ai săn được đầu của Jo Han sẽ chính thức ngồi vào vị trí quản lý của Gomez. Trên đường đi thủ tiêu xác, Su Jeon gọi điện báo tin cho cậu chuyện truy nã, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Jo Han bảo đàn em cho dừng xe bên đường và bốt nghe điện